Xin chào thầy cô cùng tất cả các bạn, mình là Nguyễn Viết Thật và hôm nay thì chúng ta lại đến với bộ môn đấy là kế toán doanh nghiệp của chuỗi video sinh viên edX học gì và làm gì. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi tìm về hiểu về cái tài sản góp vốn, đúng không ạ? Thì đầu tiên là gọi là vốn điều lệ, thì chúng ta sẽ đi vào cái định nghĩa đầu tiên là vốn điều lệ là cái vốn của công ty theo cái quy luật của doanh nghiệp mới nhất quy định là tổng số cái vốn do cái thành viên hoặc là cổ đông đóng góp hoặc là cam kết góp trong cái thời gian nhất định để thành lập cái vốn điều khoản lệ của công ty. Đấy là gọi là cái vốn điều lệ mà chúng ta ở cái buổi trước mà chúng ta đã tìm hiểu sơ sơ về cái vốn điều lệ, đúng không ạ? Thì tiếp theo là vốn chủ sở vốn đầu tư và vốn chủ sở hữu. Thì cái định nghĩa của nó là như thế này, là cái vốn đầu tư của cổ đông bao gồm các cái vốn góp của chủ sở hữu hay là vốn cổ phần, là cái vốn góp thực tế của cổ đông được quy định trong cái điều lệ của công ty theo cái quy định đối với các cái chi phí cổ phần đấy, số vốn góp được ghi nhận theo cái mệnh giá của cổ phiếu và thượng dư vốn cổ phần, số tiền doanh nghiệp thu được và từ chênh lệch về giá phát hành của cái mệnh giá cổ phiếu đó thì gọi là cái phần thặng dư và gọi là cái định nghĩa của phần vốn điều vốn đầu tư chủ sở hữu là như thế. Có một cái phần đấy là mình tiếp theo là vốn chủ sở hữu và nguồn vốn. Thì vốn chủ sở hữu chúng ta cũng đã từng học về vốn chủ sở hữu và nguồn vốn rồi, đúng không ạ? Thì vốn chủ sở hữu là cái vốn mà phần tài sản thuần của cái doanh nghiệp còn thuộc sở hữu của các cái cổ đông đấy, và thành viên góp của chủ sở hữu, và là cái vốn chủ sở hữu được phản ánh theo từng nguồn theo tương ứng với từng cái nguồn vốn được phát hành, như là vốn góp của chủ sở hữu này, lợi nhuận của hoạt động kinh doanh, chênh lệch đánh giá lại tài sản, và một số ví như là hóa đơn, hiểu đơn giản thì hiểu đơn giản đó là cái vốn chủ sở hữu tổng bằng cái tổng tài sản của doanh thu trừ đi cái nợ phải trả. Ví dụ như là cái công ty A nhập một cái chiếc máy bay trực thăng khoảng 20 tỷ chẳng hạn và đã thanh toán 100% thì chiếc máy bay đấy đã được vốn chủ sở hữu của công ty, nó là vốn chủ sở hữu của cái công ty đấy, đúng không ạ? Tiếp theo là cái nguồn vốn. Thì cái nguồn vốn nó là cái thuật ngữ để chỉ các cái nguồn từ lập trung gian và trung phân phối cho các cái hoạt động nào đó, và nhằm đáp ứng cái nhu cầu chung của các nhà nước và xã hội. Nói cách khác, nó là cái nguồn vốn chỉ là cái ma từ để khai thác các cái khai thác một số lượng nào đó để phục vụ cho cái nhu cầu hoạt động của kinh tế mà thôi. Phân loại gồm có như là nguồn vốn của nhà nước này, vốn của dân cư, vốn của xã hội. Ví dụ là nhà nước vay vốn ODA chẳng hạn để xây cầu đường và đường xá thì đó là cái vốn nhà nước đấy, nó là như thế. Thì chúng ta khi mà đi qua các cái cầu, ví dụ nó sẽ có thu phí, thì đấy là vốn của doanh nghiệp, vốn của tư nhân đấy, nó sẽ thu phí vì mất công để xây cái cầu đấy đấy, nó lại là thu phí là như thế. Các cái lợi nhuận phải trả của doanh nghiệp, ví dụ là lợi nhuận trước thuế này, lợi nhuận sau thuế, lợi nhuận thuần. Thì lợi nhuận trước thuế theo cái ngôn ngữ kế toán được gọi là lợi nhuận của doanh nghiệp thu được sau khi trừ đi phần tiền bỏ ra của cái doanh nghiệp, của cái hiện hình kinh doanh đấy, nhưng chưa tính đến cái phần thuế nộp phải trả của cơ quan thuế và tiền lãi. Đấy là gọi là lợi nhuận trước thuế. Còn lợi nhuận sau thuế nó cả là cái lợi nhuận thuế, hay còn gọi là lợi nhuận ròng. Lãi lòng lại lãi ròng là các cái phần lợi nhuận còn lại khi lấy được cái tổng số trừ cái doanh phí tổng của chi phí trong cái quá trình mà chúng ta hoạt động và trừ đi cái phần thu nhập doanh nghiệp. Lợi nhuận thuần từ cái hoạt động kinh doanh là cái khoản được trừ đi hoạt động kinh doanh thuần của cái doanh nghiệp đó, và chi tiêu chỉ chi tiêu của cái này này là phản ánh lên các cái kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, là cái khoản chênh lệch doanh thu tương ứng trong cái kỳ sau trừ đi kỳ trước của tất cả các cái khoản chi phí phát sinh trong cái kỳ đó, bao gồm các cái giá thành toàn bộ các cái sản phẩm được thu tiêu thụ đấy, nó gọi là cái lợi nhuận thuần được trừ đi kinh doanh bằng doanh thu thuần trừ đi giá vốn hàng hóa, cộng cho cái doanh thu tài sản trừ cho chi phí tài chính và trừ đi chi phí bán hàng cộng với cái chi phí quản lý doanh nghiệp, nó gọi là các cái lợi nhuận trong cái quá trình mà chúng ta hoạt động kinh doanh, nó gồm có các lợi nhuận như thế. Ví dụ là lợi nhuận chưa phân phối này, lợi nhuận gộp, à đúng, chắc đi một chút xíu về lợi nhuận gộp nhé. Lợi nhuận gộp là chính là cái giá trị chênh lệch của cái doanh nghiệp đó định ra trong cái kỳ chi phí toàn bộ
sản phẩm đó được khấu trừ chi phí liên quan đến các cái khoản tạo ra các cái tài sản này, chi phí cung cấp dịch vụ này. Như vậy thì nó gọi là lợi nhuận gộp trong cái thuế thu được, trừ đi các cái giá trị vốn hàng hóa được gọi là doanh thu thuần. Nó là như thế. Lợi nhuận gộp được để tính các cái tài tỷ suất của lợi nhuận gộp. Ví cụ thể như là tỷ suất của lợi nhuận gộp tính theo phần trăm sẽ bằng lợi nhuận gộp chia cho doanh thu. Đấy. Nó là một thì nó là một số cái còn có một số lợi nhuận khác thì nó sẽ đi liên quan đến cái về vấn đề là chúng ta trong cái kỳ hoạt động kinh doanh của chúng ta có các cái chi phí phát sinh hơn như thế nào thì chúng ta có cái phần lợi nhuận riêng của chúng ta thì nó sẽ ví dụ chúng ta trong cái đời chúng ta có thể là làm cái gì đấy xong nó thu được một cái doanh thu nào đó không nằm trong các cái phần lợi nhuận ở trên thì gọi là lợi nhuận khác của chúng ta. Thì bài video của mình đến là kết thúc. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những chuỗi video sinh viên ấy học gì và làm gì tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin cảm ơn.